tên tranh và cách thể hiện của Hoàng Hữu Vân đã gợi ra một không gian khoáng đạt, khiến người xem dường như ngửi thấy cả mùi tươi mát của đất trời sau cơn mưa. Ba người đàn ông ngồi bên bàn cờ, đây cũng là một hình ảnh thân thuộc, bình dị trong cuộc sống người Việt Nam. Một chút thời gian thảnh thơi, một chút êm ả của đất trời, vẻ khoáng đạt rộng lớn của bức tranh lấy ba nhân vật làm điểm nhấn, càng gợi ra một quang cảnh rực rỡ, mênh mông. Bức tranh với chất liệu sơn mài lộng lẫy, khắc họa một kiến trúc xưa, thủy đình ở chùa Thầy, nơi tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam. Đặt tên tác phẩm là Bóng Di Sản, Hoàng Hữu Vân gửi gắm ở đây tình cảm, lòng tự tôn về một giá trị truyền thống đậm bản sắc. Tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của một kiến trúc cổ đã trở thành di sản. Họa sĩ đưa ra thông điệp về vấn đề gìn giữ, bảo tồn. Kiến trúc đặc biệt của Thủy Đình được tỏa sáng, lung linh trên chất liệu sơn mài, xử lý với phong cách riêng của Hoàng Hữu Vân, đã thực sự tạo ấn tượng mạnh mẽ cho thị giác cũng như cảm nhận của người xem. Lớp lớp sơn mài óng ả trải ra trước tầm mắt người xem một khung cảnh ngày Tết Trung Thu truyền thống của Việt Nam. Câu chuyện mà tác phẩm đề cập trong một thế giới đan xen, dòng chảy thời gian từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Chất liệu sơn mài tỏ ra đặc biệt phù hợp ý tưởng của tác phẩm với chủ đề Tết Trung Thu. Trải qua nhiều năm tháng, Tết Trung Thu cho thiếu nhi trở thành một phong tục tập quán không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Những hình ảnh đoàn múa lân, đèn Trung Thu, ánh sáng và màu sắc của đêm Trung Thu truyền thống đã ghi sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Hoàng Hữu Vân đã dành cho tác phẩm Bóng Trăng Thu sự kỳ công và một tình cảm đặc biệt về thời thơ ấu, hy vọng về niềm vui và cái đẹp viên mãn. Quan trọng hơn, tác phẩm đặt ra câu hỏi cho một bản sắc Việt Nam. Chúng ta có ký ức về Tết Trung Thu truyền thống vì đã được sống trong không khí đó, với bản sắc đó, trong bối cảnh hiện tại, với sự hội nhập mạnh mẽ về kinh tế và văn hóa toàn cầu. Tết Trung Thu, ngày Tết mà Việt Nam dành cho thiếu nhi, ít nhiều sẽ không còn giữ được những bản sắc truyền thống, dần dần đến lúc không còn được chú ý. Chúng ta có ký ức về Trung Thu truyền thống, nhưng thế hệ tương lai chưa chắc sẽ có ký ức ấy nếu không được trải qua nó. Khi không có ký ức hay ý niệm gì về nó, thì việc tiếp nối, lưu giữ sẽ không xảy ra. Đây là một thực tế khi các nét đẹp văn hóa truyền thống ít dần rồi biến mất. Trân trọng và lưu giữ bản sắc truyền thống cho thế hệ tương lai là thông điệp họa sĩ gửi trong tác phẩm, một vấn đề lớn trong thời đại ngày nay. Thank you.
họa sĩ mô tả một đêm trăng lãng mạn có phần ma mị, lấy đó làm khung cảnh cho hành trình đơn độc của người nghệ sĩ nói riêng và con người nói chung. Hình ảnh chiếc thuyền không neo gợi cảm giác chơi vơi vô định, ngụ ý về hành trình của mỗi người với những khoảng thời gian cô đơn, nỗi buồn và tự do, trải nghiệm và trăn trở. Bức tranh là sự chuyển đổi của những sắc thái thanh lãnh với chất liệu vàng làm nổi bật con thuyền, chủ thể, đại diện cho tâm hồn của nghệ sĩ, cũng có thể nói là tâm hồn của mỗi chúng ta khi đứng trước tác phẩm và nhận ra mình có phần nào trong đó. Ngưỡng nhà với một người già và hai người trẻ. Thông điệp được họa sĩ truyền đạt là câu chuyện về các thế hệ kế thừa tiếp nối từ quá khứ đến tương lai. Tạo hình gian nhà xưa, sân gạch, cây xương sông đầy sức sống mọc lên từ một kẽ đất nhỏ giữa các viên gạch trước hiên nhà, gợi cảm giác quen thuộc và thân yêu với nhiều thế hệ người Việt Nam. Trong khung cảnh đó, cụ ông với gương mặt trầm buồn có thể được coi là người giữ cửa, người bảo vệ và gìn giữ gia phong truyền thống. Tác phẩm đặt ra những chiêm nghiệm sâu sắc về quá khứ và tương lai, đồng thời là câu hỏi về việc những giá trị của truyền thống nên được lưu giữ, phát triển như thế nào. Câu hỏi ấy càng trở nên quan trọng hơn trong hiện thực của cuộc sống công nghiệp ngày nay. Lá vàng của mùa thu là một hình ảnh đã quen thuộc. Mùa thu với tiết trời êm ả cũng được cho là mùa đẹp nhất của một năm. Nó gợi ra nỗi buồn và sự tiếc nuối, nhắc nhở con người về những khoảnh khắc đáng quý của cuộc sống. Bức tranh thu của Hoàng Hữu Vân mang một vẻ đẹp được chắt lọc từ hội họa cả phương Đông và phương Tây. Tác giả rất tinh tế khi dùng chất vàng vật lý tạo sắc cho những chiếc lá, dường như đang chuẩn bị lìa cành. Chúng rực rỡ, lấp lánh vẻ đẹp của những hào quang trước khi chuyển hóa cuộc sống, khiến người xem liên tưởng đến sự rực cháy của tâm hồn trước thay đổi vận mệnh.
Sự sống trong vũ trụ là một chủ đề thuộc về khoa học, cũng là một chủ đề rất lãng mạn. Cách họa sĩ tạo hình ở đây khiến chúng ta dễ liên tưởng đến dải ngân hà, giống như một dòng sữa trong vũ trụ. Bao quanh chủ thể trung tâm là con người. Chất liệu sơn mài với màu xanh được họa sĩ sử dụng nhuần nhuyễn đã tạo ra chiều sâu cho không gian trong tranh. Những điểm lấp lánh khiến người xem tưởng tượng ra bề rộng, mênh mông vô tận. Từ vũ trụ vĩ mô đến vũ trụ vi mô. Một tác phẩm đặt trong tác phẩm. Phần khung tranh là sáng tác của chính nhân vật trong tranh, nhà điêu khắc Nguyễn Như Ý, đã bộc lộ tài năng thiên bẩm với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Tranh và tượng của Nguyễn Như Ý là kết quả từ bản năng và phẩm chất độc đáo, trên ranh giới mỏng manh giữa thiên tài và kẻ điên, qua những trải nghiệm đau đớn và khát vọng về hạnh phúc. Hình ảnh Nguyễn Như Ý ngồi đục tượng trước cổng trường mỹ thuật Yết Kiêu đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Khắc họa chân dung của nhà điêu khắc tài năng thiên bẩm với cuộc đời nhiều biến cố. Bức tranh chứa đựng trong nó câu chuyện của nghệ sĩ, vừa là điều giải bày, vừa là lòng ngưỡng mộ. Nghệ thuật là phần không thể thiếu của cuộc sống. Nó không chỉ là một nơi trú ẩn, nó mở ra những con đường mới dẫn đến hạnh phúc và tự do. Hoàng Hữu Vân có đời sống tâm hồn không kém phần cá tính, nhưng lại sâu lắng trong tác phẩm. Vân hiểu rõ ý, kết hợp với ý sáng tạo ra tác phẩm độc đáo duy nhất này. Với Gọi Xuân, Hoàng Hữu Vân khắc họa mẹ thiên nhiên một cách mộc mạc, mọi sức sống tiềm tàng nằm trong sắc xanh lục êm dịu và sâu thẳm. Khi đã qua ấn tượng thị giác ban đầu, người xem có thể chú ý đến những chủ thể mà họa sĩ đã đặt vào bố cục rất tự nhiên, dường như vạn vật đều trú ngụ trong sắc xanh này. Những điểm xuyết lấp lánh trên thân loài thực vật trong tranh tượng trưng cho mạch sống ẩn giấu, có thể nảy mầm bất cứ lúc nào.